Xin chào anh chị và bạn trở lại với channel của em. Hôm nay mình room trưng bày một con Pranger XLT, bản này là bản hai cầu giữ động nhá. Đây, mình nhìn lướt qua thì gần như là sẽ không phân biệt được, nó giống đến 80% là white check. Cá nhân mình cũng lâu rồi mới quay lại bán hàng Ford. Đây mình đèn toàn bộ là đèn LED thôi. Đấy, có cái đèn bi ở dưới thì là sương mù ở dưới thì là đèn đèn halogen thôi. Đây. Ford LED xe này hiện nay đâu niêm yết là 830 triệu. Giá bán thực tế bản này thì bên em đang có khá nhiều, giá thì cũng được khuyến mại khá tốt, chúng ta đâu đó ưu đãi vào khoảng từ 15 đến 20 triệu, hoặc chúng ta có thể quy đổi về như là bảo hiểm này, thân vỏ 1 năm này, gắn kính trải sàn, camera hành trình. Cái bản này là bản cấu hình hai cầu tự động. Thời điểm trước thì xe này nó là 799 triệu, giá trung bình nó sẽ giảm vào khoảng 10 đến 15 triệu, nó thời điểm kênh lên vào khoảng 20 đến 30 triệu. Bản này thì mặc dù là có cái ốp nhựa này mà tuy nhiên vẫn chưa có lót thùng nhé, chưa có thanh trợ lực ở phần thùng sau. Đó. Bản XLT này thì màn hình nó sẽ là màn hình 8 inch, nó bé hơn bản Wattech một chút, bản Wattech là màn 12 inch. Ghế thì là ghế nỉ nhé, nỉ nhé. Năm nay thì nó ra khá nhiều xe, em sẽ dần dần cập nhật cho anh chị. Thời điểm này thì đấy, mình có thể nghe thời điểm này vẫn là xe lắp ráp thôi, có bật lên xuống này là xe lắp ráp thôi, nhưng mà tuy nhiên thì cái chất lượng hoàn thiện nó gần như tương đương với xe nhập Thái thôi. Mình có thể nghe tiếng đóng mở cửa rất chắc xe này. Xe toàn bộ là hệ thống điều chỉnh điện, vô lăng điện. Bản này vẫn là bản điều chỉnh ghế cơ, ghế nỉ hơi tiếc một chút nhá, bạn thông cảm giúp em. Xe thì bản này là không có adaptive cruise control thôi. Còn đây, cruise control hay là ra lệnh giọng nói các thứ mình vẫn có nhé, vẫn dùng sinh bình thường. Màn hình cảm ứng hay điều khiển điều hòa. Đây, cấu hình hai cầu, hóa cầu điện, có cả sạc không dây nhé, cục sạc này. Chúng ta có cân bằng điện từ này, các chế độ lái này, khóa visa cầu sau này. Đấy, cần số thì nó giống như trên phiên bản trước, chúng ta cũng có một cái lẫy ở đây. Đấy, giả lập số này. Cái này thì bản này và bản vừa tiền, nó dùng phanh tay nhá. Về cơ bản thì cá nhân em đánh giá đây là một chiếc xe 60-70% so với Wattech. Wattech thì nó sẽ vượt trội hẳn ở cái khoản trang bị option, phụ kiện, tính năng công nghệ. Thank you.